Các tâm là vô lượng, không sanh, không diệt, không trụ, không khác, không chỗ nương tựa, giống như hư không rộng lớn. Chẳng phải tâm vô lượng, các tâm vô kiến, vì không có tướng có thể đắc, vì xa lìa các thứ cảnh. Chẳng phải tâm vô kiến, vì chẳng thể thấy tâm, chẳng phải cảnh của ba loại mắt, vì không có tánh của tâm nên không có tâm tánh, chẳng phải là chẳng thể thấy tâm. Do những nghĩa như thế nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể chỉ bày thật tướng các pháp thế gian. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa chứng biết như thật vô lượng vô số vô biên hữu tình, hoặc xuất hiện hoặc ẩn mất, nghĩa là biết như thật tâm tâm sở pháp của loài hữu tình kia, hoặc xuất hiện hoặc ẩn mất, đều nương sắc thọ tưởng hành thức mà sanh ra, nghĩa là tâm tâm sở pháp của các hữu tình. Hoặc có người nương sắc thọ tưởng hành thức chấp Như Lai sau khi niết bàn, hoặc có hoặc chẳng có, hoặc cũng có cũng chẳng có, hoặc chẳng phải có chẳng phải không có, chính đây là chắc thật, ngoài ra đều hư dối. Hoặc có người nương sắc thọ tưởng hành thức chấp ngã và thế gian, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc cũng thường cũng vô thường, hoặc chẳng phải thường chẳng phải vô thường, chính đây là chắc thật, ngoài ra đều hư dối. Hoặc có người nương sắc thọ tưởng hành thức chấp ngã và thế gian, hoặc có biên giới hoặc không biên giới, hoặc cũng có biên giới cũng không biên giới, hoặc chẳng phải có biên giới chẳng phải không biên giới, chính đây là chắc thật, ngoài ra đều hư dối. Hoặc có nương sắc thọ tưởng hành thức chấp mạng giả chính là thân hoặc là khác thân, chính đây là chắc thật, ngoài ra đều hư dối. Như vậy, này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa chứng biết như thật vô lượng vô số vô biên hữu tình, hoặc xuất hiện hoặc ẩn mất. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa chứng biết như thật vô lượng vô số vô biên hữu tình, hoặc xuất hiện hoặc ẩn mất, nghĩa là biết như thật các sắc thọ tưởng hành thức có ra đều như chân như, không hai không khác. Thiện hiện nên biết chân như của Như Lai, tức là chân như năm uẩn. Chân như năm uẩn tức là chân như thế gian. Chân như thế gian tức là chân như tất cả pháp. Chân như tất cả pháp tức là chân như quả dự lưu. Chân như quả dự lưu tức là chân như quả nhất lai. Chân như quả nhất lai tức là chân như quả bất hoàn. Chân như quả bất hoàn tức là chân như quả A-la-hán. Chân như quả A-la-hán tức là chân như độc giác Bồ Đề. Chân như độc giác Bồ Đề tức là chân như tất cả hạnh đại Bồ Tát. Chân như tất cả hạnh đại Bồ Tát tức là chân như của quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Chân như quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật tức là chân như của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác. Chân như tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác tức là chân như của tất cả hữu tình. Thiện hiện nên biết chân như như thế đều không lìa nhau, chẳng phải một chẳng phải khác, không cùng tận, không hai cũng không hai phần, không thể phân biệt. Thiện hiện nên biết tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa chứng rốt ráo chân như tất cả pháp mới đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Do vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể sanh Như Lai ứng chánh đẳng giác, là mẹ của Như Lai thường chỉ dạy thật tướng các pháp thế gian cho Như Lai ứng chánh đẳng giác. Thiện hiện nên biết tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể hiểu biết như thật chân như các pháp, tánh không hư dối, tánh không biến đổi. Do hiểu biết như thật tướng chân như nên gọi danh hiệu Như Lai ứng chánh đẳng giác. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chứng chân như, tánh không hư dối, tánh không biến đổi, rất là sâu xa, khó thấy khó biết. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều dùng các pháp chân như, tánh không hư dối, tánh không biến đổi, như thế để tuyên thuyết chỉ dạy, phân biệt rõ ràng tất cả hạnh của Đại Bồ Tát, của quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Chân như tánh không hư dối, tánh không biến đổi như thế, ai có thể tin hiểu? Chỉ có Đại Bồ Tát Bất Thối Chuyển và Đại A-La-Hán viên mãn các nguyện, cùng các thiện nam tử vân vân đầy đủ chánh kiến, nghe Phật thuyết chân như sâu xa, tánh không hư dối, tánh không biến đổi, có thể sanh tin hiểu. Như Lai nương vào tánh chân như tự mình chứng đắc phân biệt chỉ rõ cho người kia. Phật bảo thiện hiện, đúng như vậy, đúng như vậy. Vì sao? Vì chân như vô tận nên sâu xa, chỉ có Như Lai hiện đẳng chánh giác mới có thể tuyên thuyết chỉ bày cho chúng Đại Bồ Tát, làm cho họ phát sanh tin hiểu về tướng chân như sâu xa vô tận.